Xin kính chào toàn thể các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Phương xin được giới thiệu với mọi người một cái phần mềm rất là tuyệt vời để giúp cho các anh chị, các thầy cô có thể tạo nên được những cái hình ảnh hoạt hình của chính bản thân mình với rất là nhiều các cái cảm xúc khác nhau. Mình có thể sử dụng nó để mình trong việc là giao tiếp hội thoại thông qua hộp chat hay có thể gửi email hoặc sử dụng Zalo, Facebook. Đồng thời các anh chị và các bạn cũng có thể sử dụng nó để mình ứng dụng vào trong việc soạn bài giảng điện tử thì làm cho bài giảng của mình trở nên cũng vô cùng là sinh động và hấp dẫn hơn, chuyên nghiệp hơn. Vậy thì phần mềm đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Trước hết thì phần mềm này thì để sử dụng nó thì chúng ta cần cài nó ở trên điện thoại. Và ở trên máy tính thì chúng ta cũng có thể sử dụng nó, nhưng mà sau khi cài ở trên điện thoại xong thì lúc đấy chúng ta mới cài thêm một cái extension ở Chrome nữa vào thì chúng ta cũng sẽ sử dụng được trên cả điện thoại và máy tính. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Đầu tiên thì với điện thoại thì chúng ta có thể sử dụng hệ điều hành Android hoặc là iOS thì chúng ta đều có thể sử dụng phần mềm này. Thì các thầy cô, các anh chị và các bạn thì có thể mình sẽ tìm đến Google Store hoặc là CH Play gì đó. Chúng ta sẽ tìm đến cái phần đó. Đây, mình sẽ vào CH Play. Và sau đó mình sẽ tải một cái phần mềm. Tìm và tải phần mềm có chữ là Bitmoji này. Đấy, mọi người sẽ chọn cái phần mềm là Bitmoji này. Sau đó bấm vào cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các anh chị sẽ bấm mở. Chúng ta sẽ bấm mở cái này lên. Đó. Vậy thì để sử dụng phần mềm này chúng ta sẽ phải đăng ký một cái tài khoản bằng có thể là bằng email hoặc là với Snapchat thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng với lại đăng ký bằng một cái email. Chúng ta click vào đây, bấm vào đăng ký bằng email. Sau đó thì mình sẽ nhập một cái ngày sinh của mình vào. Ngày tháng năm sinh. Rồi, sau đó xong thì bấm tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đăng ký một cái địa chỉ email nào đó mà mình muốn sử dụng với phần mềm này. Chúng ta sẽ đăng ký đó bạn. Đó. Và đặt lấy một cái mật khẩu. Mật khẩu này không nhất thiết là phải trùng với mật khẩu email mọi người nhé. Chúng ta sẽ dùng một cái mật khẩu nào đó không trùng với lại email. Sau đó thì bấm vào đăng ký. À, như vậy thì đến chỗ này thì chúng ta sẽ có cái lựa chọn đó là chúng ta sẽ là nam thì chúng ta bấm vào chọn hình này, mà nữ chúng ta chọn hình bên dưới. Đó. Và sau đó thì phần mềm sẽ yêu cầu chúng ta sẽ chụp một cái ảnh để nó lấy cái ảnh đó để nó sẽ tạo nên cái hình hoạt hình hình giống với mình ấy. Thì chúng ta sẽ bấm vào chỗ tiếp tục này. Và sau đó thì mình sẽ cầm cái điện thoại của mình lên này, bấm vào chỗ cho phép này. Rồi mình sẽ soi vào mặt mình để lấy lên một cái bức ảnh. Và bấm chụp. Như vậy thì chúng ta đã chụp xong cái bức ảnh của mình. Bây giờ thì mình có thể customize nó, có thể là chọn màu da nè. Đó, chọn màu da mình như thế nào này. Mọi người có thể điều chỉnh thêm, mình có thể điều chỉnh cho mình gì. Và đây là mọi thấy không? Đây là các cái màu da này. Có thể điều chỉnh kiểu tóc. Đúng không? Màu tóc, kiểu tóc. Đấy. Và cũng mặt của thầy Phương nhưng mọi người thấy rằng là có rất là nhiều màu tóc khác nhau để cho mình lựa chọn đúng không? Mình cứ để nguyên cái màu tóc màu đen này vì nó là tóc đen của mình. Đấy, cho mọi người thấy không ạ? Đây là kiểu tóc. Mình cũng có thể tự tạo cho mình một cái kiểu tóc nào đó thời trang hơn đúng không? Mọi người thấy không ạ? Rất là hay, chúng có thể chọn lấy cho mình một cái kiểu tóc thời trang nào đó. Đó thì khi mà chúng ta chọn xong thì nó sẽ hiển thị luôn lên trên màn hình. Đó. À, thế thì chúng ta sẽ chọn lấy một cái kiểu tóc phù hợp. À, bản thân mình thì cái tóc của mình đúng không? Nó là cái kiểu tóc này, mình cứ để nguyên như này. Rồi ok. Đây, để như này, nó đúng kiểu tóc gốc của mình nhé. Rồi sau đó thì ở phần này nếu mọi người thích điều chỉnh thêm một chút, mình có thể thêm râu nếu mình muốn cho mình có một cái chút râu ria gì đó đúng không? Rồi điều chỉnh mắt này, chúng ta chọn cái kiểu mắt nào đó phù hợp với mình. Đấy, cái phần mềm này nó capture đúng cái mắt của mình luôn, cho nên là mình cứ để nguyên như vậy. Để mọi người thấy không ạ? Chúng ta có thể lựa chọn lại.
Đấy, có thể chọn mở rộng kiểu mắt này. Đấy. Cách mắt này. Vân vân. Chọn cái phần con người của mình ạ. Được không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn cái đó. Chúng ta nếu mà không muốn thì chúng ta có thể bấm vào cái chỗ này để chúng ta thay đổi. Thay đổi lại quay trở về trạng thái ban đầu, đúng không? Chúng ta có thể lựa chọn như vậy. Và ngoài ra ở đây thì chúng ta có thể thêm gì ạ? Đeo kính này hay không đeo kính này, mọi người thấy không ạ? Đó, có rất là nhiều thứ để chúng ta lựa chọn. Nếu mà mọi người thích mình đeo kính thì chọn lấy một cái đeo kính này. Rồi, quai hàm, thích hàm kiểu gì, V-line hay là vuông chữ điền hay kiểu gì đó thì chúng ta đều có thể chọn được, đúng không? Là mọi người lại tiếp tục chọn đến các cái trang phục. Trang phục thì mình thích mặc bộ quần áo nào thì mình có thể lựa chọn ở đây để chúng ta mặc vào. Vậy thì chúng ta chọn áo nào thì nó sẽ lựa chọn luôn cho mình áo quần. Đấy, quần jean, đúng không? Chúng ta sẽ chọn được cái kiểu áo quần. Mình thì hay thích mặc đồ trắng đúng không? Thì mình sẽ chọn lấy một cái áo nào đó, áo trắng này nào. Đấy, vậy là mình sẽ có được những cái kiểu áo ở đây, thời trang, giày này, giày dép. Mọi người chọn giày dép cho mình. Rồi, ok. Tương tự như vậy chúng ta có thể chọn rất là nhiều thứ. À, xong. Nếu mà sau khi mà nhìn thấy cái hình ảnh này, mình ok với nó rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ bấm tick này và lưu avatar này. Lại. Vậy thì chúng ta đã có một cái avatar. À, nhưng mà cái điểm rất là hay của cái phần mềm này, nó sẽ giúp cho chúng ta biến cái bàn phím thông thường ấy thành một cái bàn phím emoji rất là tuyệt vời, tức là có đầy đủ các cái sắc thái, cảm xúc ở trong đó và với cái gương mặt của mình ở trên đó. Mọi người sẽ chậm bấm vào là bàn phím emoji mà bấm tiếp tục. Đấy, bước 1 thì ở trong phần cài đặt để ngôn ngữ thì chúng ta sẽ chạm vào OK là bật cái bàn phím emoji này lên, bật trong cài đặt. Đấy, sau đó thì ở đây nó có cái bàn phím emoji chúng ta bật lên để sử dụng cái bàn phím này. Đấy, OK. Rồi và xong thì chúng ta bấm vào quay lại này để tìm. Sau đó đến bước 2 thì chọn phương pháp nhập. Thì mình có thể chọn tiếng Việt là bàn phím emoji. Xong rồi, bây giờ kết thúc. Đấy, vậy thì mọi người đấy không ạ? Bây giờ trong cái điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái hình ảnh mặt của mình với vô vàn những cái trạng thái cảm xúc khác nhau. Đấy, mọi người thấy không ạ? Và vấn đề chính là chúng ta sẽ sử dụng như nó như thế nào, đúng không? Ở đây mọi người có thể nhìn vào trong này. Đấy. Chúng ta có thể mua thêm đồ nếu như chúng ta thích, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể mua thêm các cái kiểu áo khác nhau, rồi các cái loại cốc nó in hình mình đưa lên trên này. Đấy, thì chúng ta có thể mua mà người ta sẽ ship cho mình, người sẽ in và ship cho mình những cái hình ảnh như thế này, rất là hay, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về, vậy thì chúng ta sẽ dùng cái này như thế nào, đúng không nào? Ví dụ như là chúng ta có thể mở Zalo lên và chúng ta thử xem có gì ở trong nhóm Zalo nhé. Chúng ta sẽ thử nhắn cho chính bản thân mình đi ạ. Mình sẽ mở cái My Group của mình lên. Thì mọi người thấy rằng đây chính là cái giao diện của bàn phím Bitmoji đúng không? Mọi người sẽ thấy rằng là ngoài cái chức năng nhắn tin thông thường thì chúng ta thấy rằng là chúng ta còn có các cái hình ảnh như thế này. Khi chúng ta click vào một cái biểu tượng chẳng hạn như là mình đang muốn nói từ mình yêu thích điều gì đó đúng không? Mình sẽ click vào đây. Đó, thì mọi người có thấy rằng là nó có hình ảnh là các cái hình là mặt của mình không ạ? Và mình thích thì mình bấm và bấm gửi này. Đó, thì chúng ta sẽ có ngay được một cái hình ảnh là chính là mặt của mình để gửi vào. Đấy, nó có rất là nhiều các cái biểu tượng khác nhau. Chúng ta có thể nhắn vào đây ví dụ như là chúng ta có thể đây mọi người nhìn này. Đấy, đây là các cái trạng thái cảm xúc của mình đúng không? Và nó có mặt của mình. Chúng ta sẽ có được những hình ảnh như này. Rất là tuyệt vời. Hình ảnh tuyệt vời đẹp. Đúng không ạ? Đó, mọi người có thể thấy không ạ? Chúng ta có thể nó có phân theo trạng thái cảm xúc này. Đấy, tức giận này. Chúng ta bấm chọn vào nó. Nó sẽ gửi này. Đó, thì đây chính là những cái ảnh 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 gif rất là đẹp. Đây là ảnh gif. Đúng không? No. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái này vào trong việc dạy học như thế nào?
Thì ngoài cái việc là chúng ta sử dụng để nhắn tin cho nhau hoặc nhắn tin cho học sinh để biểu thị cảm xúc như này, thì chính những cái hình ảnh hoạt hình của mình này, chúng ta có thể sử dụng nó để trong cái việc là chúng ta thiết kế các cái giáo án điện tử, hay là các cái hoạt động mà chúng ta thiết kế, thì chúng ta có thể biến những hình ảnh hoạt hình mình này để chúng ta xây dựng nên giáo án cho mình. Có thể cô muốn sử dụng nó ở trên máy tính thì chúng ta cần cài thêm một cái extension của cái này vào nữa, thì mọi người có thể vào chỗ là Chrome Web Store, gõ chữ Chrome Web Store này, thì nó ra ra cái cửa hàng trực tuyến của Google. Chúng ta bấm vào đây, và sau đó thì mình sẽ tìm đến cái ứng dụng có tên là Bitmoji. Chúng ta gọi chữ Bitmoji này, thì nó sẽ ra cái extension này, thì các thầy cô và các anh chị sẽ bấm vào thêm vào Chrome đó, sau đó bấm vào thêm tiện ích. Xong bây giờ khi mà chúng ta vào như thế này thì nếu như các anh chị mà nó không đăng nhập ngay cho mình thì mình có thể ở chỗ này, bình thường nó sẽ là lookout đúng không, thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái email mà mình vừa đăng ký ấy. Chúng ta sẽ dùng cái email mình vừa đăng ký để đăng nhập vào, và sau đó mình sẽ bấm vào login. Lưu lại. Rồi, bây giờ thì mình đã có một cái extension này nằm ở đây. Mọi người bấm vào đây. Thì chúng ta cũng có một bộ sưu tập, đó chính là các cái hình ảnh của mình được đưa vào trong này. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Đấy, thì chúng ta có rất là nhiều hình ảnh hoạt hình của mình để đưa vào. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn làm một cái giáo án điện tử đi. Chúng ta có thể mở một cái bài giảng nào đó lên, PowerPoint hoặc bất kỳ một cái phần mềm nào đó mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ là khi chúng ta thiết kế một cái câu hỏi trắc nghiệm, mình muốn đưa cái hình ảnh của mình để chèn vào đây để làm nền, hoặc là để trang trí cho cái câu hỏi để nó thêm hấp dẫn đúng không, thì chúng ta có thể sử dụng cái cách như thế này. Và chúng ta sẽ mở cái phần trang web lên và chúng ta bấm vào cái Bitmoji này. Ví dụ mình muốn đưa cái hình ảnh mình đang suy nghĩ thì mọi người có thể gọi chữ là gì ạ? Think. À, thì nó sẽ ra cái hình ảnh là mình đang suy nghĩ để trả lời câu hỏi đúng không? À, thì mình có thể chọn. Và để có thể sử dụng được nó này thì chúng ta sẽ làm như sau này. Mọi người có thể bấm vào nó và sau đó thì bấm vào lưu ảnh thành để chúng ta có thể lưu cái hình ảnh lại. À, và khi lưu hình ảnh rồi, chúng ta lưu nó ra ví dụ màn hình desktop này. Và chúng ta quay về cái giáo án của mình có thể insert picture để chèn thêm cái hình ảnh mà mình vừa tải về, đây là thinking đúng không, thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh là mình đang đang suy nghĩ để trả lời câu hỏi, ví dụ như thế đấy. Hay nếu như mà mình không thích cái hình ảnh này đúng không, mọi người có thể sử dụng bất kỳ những cái hình ảnh nào ở đây nó đã thiết kế sẵn cho mình. Hay nếu như mà mình muốn biểu thị một cái gì đó là mình đang rất là tức giận đúng không, mọi người thấy không ạ? Nó sẽ cho mình một loạt các hình ảnh tức giận của mình, có mặt mình vào bên trong này. Đấy, vậy thì mình sẽ muốn sử dụng hình ảnh nào? Ừ, thì chúng ta có cách là gì ạ? Chúng ta có thể là nháy chuột phải này. Mọi người nhìn này, nó sẽ nói là mình có thể nháy chuột phải và copy hình ảnh, hoặc là mình có thể kéo cái hình ảnh này vào một cái nơi nào đó ở trên website hoặc trên cái ảnh của mình, có thể cầm và kéo nó vào bên trong cái phần giáo án này của mình. Thì mình cũng có được một cái hình ảnh để chèn vào đây. Đấy, là angry. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta đây là thiết kế giáo án thì chúng ta có thể đưa những hình ảnh của mình với những cảm xúc khác nhau vào. Và các thầy cô có hiểu ý này không ạ? Tức là khi chúng ta soạn một cái giáo án nào đó, chúng ta cần một cái hình ảnh với nội dung là đang suy nghĩ hay đang tức giận hay đang vui vẻ. Ví dụ như là chúng ta muốn là đưa một hình ảnh là rất là happy vào đây mà. Thì mọi người thấy không? Có mặt của mình này và cái nhân vật đó đang rất là vui vẻ, chúng ta có thể cầm và kéo nó thẳng vào bên trong giáo án của mình như thế này đó, thì chúng ta cũng sẽ có được cái hình ảnh này đấy và đưa trong giáo án của mình. Thì mọi người thấy rằng là cái giáo án như thế này có hấp dẫn không ạ? Sẽ rất là tuyệt vời nếu như mỗi cái hình ảnh hay mỗi câu hỏi mà chúng ta đưa đưa vào trong bài, chúng ta có thể lấy được một hình ảnh mình với một cái biểu cảm như thế này đúng không nào? Mọi người có thấy tuyệt vời không ạ? Hay là nếu như mà chúng ta đang soạn email cũng vậy thôi. Nếu chẳng hạn như chúng ta muốn có một, nói chung là cái này mình có thể dùng với bất kỳ một cái phần mềm nào nhé. Chúng ta đều có thể sử dụng được. Chẳng hạn như mình đang soạn email và mình muốn đưa những cái trạng thái cảm xúc nào đó vào trong cái phần email của mình, thì mọi người cũng chỉ cần bấm vào đây. Và chúng ta muốn nói một điều gì đó là
Thì chúng ta chỉ cần đánh cái nội dung mà mình muốn tìm ấy, trạng thái cảm xúc của người. Mình nghĩ là hôm nay tôi rất là buồn đúng không? Tôi sẽ lấy cả trạng thái tôi đang rất là buồn, nên tôi kéo nó vào trong này. Thì chúng lập tức là trong email của mình cũng sẽ có một cái hình ảnh mình đang rất là buồn. Tuyệt vời không mọi người? Quá tuyệt vời phải không nào? Và chúng ta có thể lấy rất là mọi cái trạng thái cảm xúc của mình để chèn vào trong cái bài giảng, hay bất kỳ một cái nơi nào đó, có thể là Zalo, Facebook hay là bài giảng điện tử, vân vân, tất cả mọi thứ. Thì cái vấn đề sử dụng những cái hình ảnh hoạt hình của mình như thế này, với muôn vàn cảm xúc như này, sử dụng như thế nào, thì nó tùy thuộc vào cái sự sáng tạo của các thầy cô và các anh chị. Và ngày hôm nay thì thầy Phương đã chia sẻ với mọi người một cái phần mềm mà mình nghĩ là một cái ứng dụng rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta biết sử dụng nó thì cái việc giao tiếp này của chúng ta, rồi chúng ta cái bài giảng của chúng ta cũng trở nên là chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn. Nếu mọi người thấy thích thì hãy nhớ bấm like. Các thầy cô mà lần đầu tiên đăng ký kênh này thì nhớ bấm đăng ký kênh và bấm vào nút hình quả chuông, để mỗi lần thầy Phương ra video mới thì thầy Phương sẽ gửi cho các thầy cô đầu tiên. Và xin chân thành cảm ơn mọi người. Và mọi người hãy giúp thầy Phương chia sẻ video thật rộng rãi để cho tất cùng biết và sử dụng. Hẹn gặp lại mọi người ở những video thú vị tiếp theo.